Năm mỹ nữ U50 Trung Quốc vẫn mơn mởn nét xuân. Châu Hải Mi, 48 tuổi. Dù đã chạm mốc 48 tuổi nhưng khi xuất hiện trong bộ phim cổ trang đình đám Võ Mỹ Nương Truyền Kỳ, Châu Hải Mi vẫn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì vẻ đẹp thanh tân mơn mởn. Trong phim cô đóng vai Dương Thục Phi, một phi tần được sủng ái trong nội cung. Không chỉ xinh đẹp, đáng yêu, Châu Hải Mi còn có làn da trắng trẻo và căng mọng khó lòng tìm thấy dấu vết của sự can thiệp thẩm mỹ. Dương Thục Phi khẳng định cô chỉ chăm dùng kem chống nắng và giữ cho tâm lý thoải mái, chứ không có bí quyết giữ gìn nhan sắc đặc biệt nào. Trương Đình, 44 tuổi Một bóng hồng xinh đẹp khác trong phim Võ Mị Nương truyền kỳ là Trương Đình, cô thủ vai Vi Quý Phi, một phi tần tàn độc trong cung. Dù đã 44 tuổi nhưng Trương Đình vẫn rất trẻ đẹp với khuôn mặt thon gọn và làn da căng, hồng hào với tạo hình đầy thu hút và vẻ sắc sảo, nhân vật vi quý phi đã góp phần tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn cho bộ phim sở hữu tuyển tập người đẹp Trung Quốc. Trung Lệ Đề, 44 tuổi, người đẹp gốc Việt sinh năm 1970 tại Canada. Năm 1992, cô từng đoạt giải Hoa hậu Trung Quốc ở Montreal và tới năm 1993, cô giành vương miện Hoa hậu Trung Quốc quốc tế Miss Chinese International. Đây là bệ phóng giúp lệ đề tiến thân vào giới giải trí Hồng Kông Trung Quốc. Từ đó lệ đề liên tục thể hiện các vai diễn gợi cảm, giúp cô khoe được vẻ đẹp hình thể ấn tượng. Ôn Bích Hà, 48 tuổi U50 Ôn Bích Hà cũng được coi là một biểu tượng bất lão của làng điện ảnh Hồng Kông. Dù đã 48 tuổi nhưng cô vẫn trẻ đẹp, nhí nhảnh như thiếu nữ. Không hổ danh là một trong tứ đại mỹ nhân xứ cảng thủa nào. Cô cho biết, bí quyết để giữ gìn nhan sắc trẻ trung là ăn hoa quả, uống nhiều nước và luôn giữ tinh thần thoải mái. Ninh Tịnh 42 tuổi. Trong làng điện ảnh Trung Quốc, Ninh Tịnh được đánh giá là người đẹp có những nét lai ấn tượng. Cô cũng được nhiều người nhớ đến qua các vai diễn cổ trang trong phim Lã Bất Vi, Mộng Đoạn Tử Cấm Thành. Mỹ nữ 42 tuổi có gương mặt thon gọn, không hiện chút dấu vết thời gian, đôi mắt sâu trong veo đầy cuốn hút và một thân hình đáng ngưỡng mộ.